Hello các bạn, chào mừng các bạn hôm nay đã quay trở lại với kênh YouTube của mình là Handy Hoàng. Hôm nay thứ năm ngày mùng 2 tháng 1 năm 2019 thì nhân tiện ở nhà nghỉ holiday thì cả nhà hôm nay đi đi lên trung tâm thành phố Melbourne City bằng tàu điện. Rồi mình sẽ cho cả nhà xem cái hành trình của mình. Đôi lúc có một số cái gọi là gián đoạn vì mình vừa dẫn con nhỏ đi theo với lại lưu bu cho hai đứa cho nên không có được mượt mà cho lắm. Mời các bạn đón xem. Đây là cái máy mà nạp tiền để chạy đi xe gọi là xe tàu điện. Rồi cả nhà đi city đi đến trung tâm thành phố bằng xe điện. Đây là trạm xe điện. Khi bạn đi bạn gọi là kè cái thẻ gọi là để cái thẻ lên máy. Đó, nó tính tiền. Như là thẻ giống như là thẻ thẻ ngân hàng vậy, cứ nạp tiền mua mà đi thôi. Rồi xe lửa chuẩn bị tới rồi, xe lửa đến rồi. Chuẩn bị vô xe lửa rồi, mới bắt đầu vô xe lửa này. Đó, cả nhà đang đi xe lửa, em bé thì đang ở trong xe, đang ngủ trong xe. Đó là xe điện. À, hello này. Hello. Xe lửa ở đây. Một số xe bên cạnh là xe chở hàng. Tốc độ giờ chạy khoảng chắc khoảng cỡ 70 cây số giờ. Và đây nó đi qua một cái gọi là cái bân đình này, là cái chỗ bán mấy cái đồ mà phụ tùng với các loại gia dụng đầy đủ các đồ vật liệu xây dựng. Xe lửa hôm nay không có nhiều người đi tại vì vẫn là dịp holiday. Cũng cắt trên đường sắp chuẩn bị đến trung tâm thành phố. Đây là cái khu mà container để nhập xuất nhập nhập về thành phố trung tâm Melbourne. Đây đi qua cầu vượt. Xe lửa khác đang dừng ở thế này rất chạm như chạm và đeo bột cả là cái khu mà lấy xe lửa gọi là now arriving at North Melbourne. Change here for Upfield and Craigieburn services. Vừa xuống trạm xe lửa rồi, bây giờ đi đến cái gọi là cái thang máy để đi lên. Đây là dưới tầng hầm. Hôm nay tại vì chưa phải ngày đi làm chính thức cho nên với lại sau giờ đi làm rồi, khoảng giờ khoảng 10 giờ kém rồi cho nên ít người lưa thưa thôi, không có đông. Đó, cái chạm nó đã sẽ đi.
chờ thang máy, tại vì nhiều em bé phải đi thang máy, chờ nhau hơi bị nhiều, chờ lâu chút xíu. Đây, mẹ con nó mua kem McDonald's. Đây, ra cái cổng mà bắt đầu vu gọi là shop xiếc ở shopping center ở dưới ngay trạm xe lửa. Đây cũng có một cái tiệm bán đồ ăn của người Việt Nam, mấy cái gọi là bánh bao này, bánh mì, phở. Trạm xe lửa đây, chúng ta từ trạm xe lửa chúng ta ở phía trên là 3-4 tầng gì đó, các cái shopping đủ các loại. Tôi đi lên thang máy lên luôn. Đây là một tiệm bánh của Nhật, biết bánh gì, giống như là cái bánh donut quá. Đây là bánh gọi là bánh strawberry, bánh dâu. Còn có đủ loại luôn, bánh kẻ kem. Bánh này bánh Nhật, như bánh này nhân trứng, trứng ở trong. Custard, gọi là custard. Đây là cái phía ngoài đường hành lang đi qua hai cái tòa nhà với nhau. Thì nhìn xuống dưới qua cái chỗ mà cửa sổ này, mình nhìn xuống dưới, nhìn xuống xuống đường phía dưới. Đó, người ta đi bộ vòng hai bên vỉa hè. Ở đây người ta đi bộ rất là nhiều. Hôm nay thì ngày nghỉ cho nên ít người lắm, lơ thưa thôi. Đó, trong đây là cái hành lang này là phía ngoài, phía trên ngoài trời, cho nên một số cái cây, người ta trồng một số cái cây thật này. Đó, nhìn nó rất là trong thiên nhiên. Đi vô tòa nhà bên đây, khu ăn uống. Vẫn còn sớm 10 giờ cho nên chưa có ai. Bây giờ phải vô cái chỗ này, cái chỗ đây có cái chỗ mà thay tẻ cho em bé. Ấy thay tẻ cho nó, rồi đi tiếp. Thay xong rồi đi tiếp. Đây. Có đồ thay tẻ đây được. Mới bú sữa xong, bây giờ vẫn đang ở trong chỗ thay tẻ. Thì chỗ này nó có mấy cái chỗ cái đồ chơi cho trẻ em nó chơi này. Đấy, tất cả đều miễn phí hết. Trong khi chờ đợi thì chơi mấy cái game. Hay là chơi cái trò gì đây, tô màu hả? Ở đây phố đi bộ mua sắm rất là đông. Bắt đầu giờ trưa là bắt đầu đi shopping đông rồi. Rồi chúng ta mới tới cái khu cái này gọi là khu phố tàu trên đường Little Buck Street. Khu phố tàu thì toàn là các loại tiệm đồ ăn của người tàu.
rất là đông người. Bây giờ thì lưa thưa. Đây gọi là Shanghai Street Thượng Hải, quán ăn Thượng Hải. Ăn trưa, bắt đầu đi ăn trưa xong vô đây là cái quán, cái gọi là ăn dâm tre, gọi là đâm lình của người Tàu. Đó, mấy cái bánh cuốn này có cái với lại mấy cái đâm lình. Đó, nó bằng mấy cái xe đẩy đây. Đó, mấy xe đẩy mấy cái đồ ăn, mình thích là đồ nào mình gọi vô mình ăn thôi. Đây, cái xe này là xe bán giống kiểu xe đẩy, xe bán hàng rong. Có đồ ăn này, thích cái nào thì ăn lấy cái đấy. Cái này à? Pork. Yes. Yeah? Okay, thank you. Chúng ta đi ra ngoài phố. Đây là cái xe gọi là xe tram đường phố, xe đường phố, xe bằng điện đó. Có một người này đang biểu diễn trên đường phố này. Rồi bây giờ mình cả nhà bắt đầu chuẩn bị đón xe lửa, đón tàu điện về nhà. Okay. Tàu chuẩn bị đến đây. Đang ở trong xe lửa. Rồi cả nhà vừa về đến nhà, đi bằng tàu điện về đến nhà. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hy vọng các bạn sẽ đóng góp những ý kiến và những cái gì đó gợi ý hoặc là những cái yêu cầu để mình sẽ cố gắng làm những cái video lần tới được tốt hơn. Và cảm ơn cả nhà, chào cả nhà và chúc một ngày tốt đẹp. Bye bye.